Rồi sao? Nói. Con đây. Lên chào cả nhà nha. Hôm nay mình có mua trái sầu riêng mổ cho con gái ăn, cả nhà sẻ cho con gái nè. Đó giờ cũng mới ăn lần đầu tiên, cũng thơm quá chứ. Sầu riêng giờ mùa dịch bán ký 50.000 à cả nhà ơi. Con nghĩa này ăn muối một quá. Trái mấy ký đâu? 3 ký. 3 ký đừng dễ luôn nè. Muối nào nó nguội luôn. Ăn gì tùm lum chen gì. Nhỏ lớn mới ăn đầu tiên luôn. Hello, xin chào cả nhà. Ngon. Ăn cái cạp á. Ghi nó có ngon gì đâu mà ta phái ăn đi. Còn phái tôm với cua với sầu riêng thôi. Vậy còn gì phái nữa không? Suy nghĩ, được suy nghĩ nữa. Suy nghĩ trong giây lát. Rồi được. Rồi tóc bơi nữa. Tôm, cua, sầu riêng hả? Vậy mấy muối rồi? Được muối một à. Nãy có sẻ sầu riêng mà không quay được cả nhà ơi. Không biết sẽ quay với con. Đó giờ hai chồng cũng không ăn luôn. Giờ mới sẻ đầu tiên, sẻ cũng không được. Lấy miếng nhỏ nhỏ thôi, ăn miếng được rồi. Ăn muối này đi. Muối này đi, muối này đi, muối này nè. Chưa. Ăn muối nào cho nó có muối, để kẹ muối đây chưa có nè, ăn rồi nè. Để nước lạnh để dành ăn, cho nó ăn. Cho hai mẹ con nó ngồi ăn. Vô. Quyền ăn muối nên là nghỉ nha. Vô. Sầu riêng học lép không? Học chút xíu. Học lép. Vậy mà có người phái ăn lắm, trời ăn bằng mấy ký luôn, trái ăn đủ. Bữa nay mới ăn được luôn đó. Đó giờ là không ăn sầu riêng nha cả nhà. Tôi cũng mới ăn. Mới ăn sầu riêng lần đầu luôn. Ăn ngon cái bộ thứ. Ờ.
Còn cho thằng đi là 4 muối nha. Gia đình ăn sầu riêng, ăn muối nữa đây. Muối muối thứ hai. Tắt kìa. Có buồn buồn cái gì thì sao biết mà đó giờ cũng mới ăn rồi thôi không bao giờ ăn luôn mới ăn luôn đó nè cái mũi nặng thiệt mà cái sầu riêng này 4 muối mà có 150 nó nhiêu mùa dịch nó bán rẻ đó biết gì con chứ hôm mùa dịch này bà thử mua một cái này mà biết như thế không con thấy cha nào cho quay clip cha bằng cái nón vô vô hoài quá sao vậy nè cho điện coi hả thử cảm giác sao cảm giác thơm hai chấm và bốn sạch chấm thôi như rồi ăn ăn cạp đi chứ cái sầu riêng này sao nó bị sượng cái nhỉ cũng muốn cắn cắn thật 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 thơm thơm ngon nhận muối cũng bự quá cũng bự không trái 3 ký có 150 à ăn mà 4 muối mà ký 50 ngàn 4 muối mà nãy giờ ăn còn 2 ba muối 3 muối thôi vì nó béo rồi đó ngon không béo béo chở thù riêng thì người ta còn làm được cứ bà ăn này đấy rồi xong ăn con muối gì béo dạ rồi đấy giờ tôi nói gì nữa tôi nói con nghĩ ra ngay cái nhà ngán quá tôi muốn chết ra tại mày phải ăn mà đòi ăn kìa rồi sẽ quay clip cái gì nghĩ đây ăn đi thôi bỏ vô đây để chịu dành cho ăn cái này viên nè nè trái 3 ký mà vợ chồng mình ăn nó giờ mấy muối mà còn đây 4 muối cả nhà ơi còn đây nè ăn hết ngán quá đây gió sầu riêng nè nãy không biết xẻ chảy máu luôn cả nhà hello các bạn đó giờ mới ăn đầu tiên bà đâu biết xẻ sầu riêng đâu bà đâu có dám quay cả nhà đâu chặt khí đại rồi xin kết thúc video đây nha. Bye cả nhà.